Chào các mẹ, sau đây thì mẹ của Lạc xin test thử cái dầu tràm cho các mẹ xem. Này, cái màu dầu tràm nguyên chất là nó sẽ màu xanh xanh như thế này. Cái này là họ nấu bằng lá tràm tươi nên nó ra được màu xanh. Còn có những cái màu tràm á, nó hơi vàng vàng á, là tràm đó tràm pha và nó có nhiều cái lá khô, thì cái chất của nó không có được tốt như cái lá tươi. Tràm nguyên chất nha, thì những cái bọt tăm này khi mình lắc ấy, thì nó sẽ tự tan trong dầu. Nó tan nhanh khoảng từ 7 đến 11, 12 giây thôi là nó tan hết cái bọt tăm khi mà mình lắc này.